Với tình yêu và những đóng góp không ngừng nghỉ cho làng múa Việt Nam, năm 2016, chim công làng múa Linh Nga đã vinh dự được nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi tuổi nghề còn khá trẻ. Diễn viên múa Linh Nga là con gái của nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng và Vương Linh. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên 12 tuổi cô đã du học về bộ môn múa dân gian. Sau thời gian tu nghiệp thì Linh Nga trở về hoạt động ở nhà hát Bông Sen. Để hiểu hơn về những khó khăn trong nghề, chúng ta hãy cùng gặp gỡ diễn viên múa Linh Nga và lắng nghe những trải lòng từ cô nhé. Thật ra cụm từ chim công làng múa là một cái sự đón nhận và cũng là một cái sự ưu ái của truyền thông cũng như những khán giả mà luôn quan tâm đến Linh Nga đặt riêng, đặt cho mình cái tên đó. Có đôi khi mình xem và mình nhìn thấy cái chữ chim công làng múa, mình thấy nó hơi to tát đối với mình. Thật ra cụm từ mà mình thích nhất là được gọi là diễn viên múa Linh Nga thôi. Mọi người chắc hay liên tưởng, luôn nghĩ đến ngành múa nó như những con thiên nga hoặc là nó đẹp như những con chim công. Nhưng mà Nga nghĩ là sau những hình ảnh đó là những cái hình ảnh của những năm tháng rất là khổ luyện. Sức khỏe và tuổi trẻ, đó là hai cái điều mà quan trọng nhất đối với diễn viên múa. Tuổi trẻ của múa mà qua đi ấy, diễn viên múa nó như là một người vận động viên vậy. Khi chúng ta già đi, khi chúng ta không còn sức khỏe nữa và khi chúng ta không còn độ nhanh nhẹn, tinh xảo trên sân khấu nữa, không thể làm được những cái kỹ thuật hay nữa, thì chúng ta sẽ không được thăng hoa nữa. Nga đang chạy đua với thời gian và Nga chỉ mong là mình níu kéo thêm được 5 năm nữa để làm nghề. Ở Việt Nam, cái nghề này không phải một cái nghề phát triển quá. Nó chỉ gọi là phát triển trong mấy năm gần đây. Nhưng mà 9 năm mình làm việc và mình sống và mình về, mình đã làm được một việc tương đối nhỏ, đó là mọi người nhớ đến mình. Thật ra khi trở về Việt Nam để sống được với cái ngành nghề này, nhất là nghề múa nữa, thì nó có rất là muôn vàn cái sự khó khăn. Mình phải yêu cái nghề của mình và mình phải yêu đến cái khán giả của mình. Mình phải luôn làm mới mình cho ra những tiết mục múa mới. Và Nga thấy là 10 năm có khó khăn đi chăng mấy thì mọi thứ nó sẽ được thăng hoa và nó được đền đáp lại là chính cái khán giả của mình. Cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đến với Nga vào năm Nga đúng tròn 30 tuổi. Nga nghĩ đó chính là một cái món quà mà vô giá trong cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà chính vì cái danh xưng này cũng là một cái danh xưng mà làm cho mình phải luôn luôn nhắc nhở mình rất là nhiều. Và cũng cảm thấy rất là hãnh diện khi mà cả gia đình đứng trên một sân khấu để nhận cái bằng khen đó. Bố mẹ thì nhận nghệ sĩ nhân dân, còn Linh Nga thì nhận nghệ sĩ ưu tú. Cái đêm đó sẽ là cái đêm mà không bao giờ quên được. Nga cũng học về chuyên sâu về dân gian đương đại. Nhưng khi về làm việc tại nhà hát Bông Sen và đi lưu diễn và thậm chí diễn tại tất cả những cái show lớn hoặc là event thì đều phải là những cái sáng tác do tự mình sáng tác và biên đạo ra. Những cái tác phẩm của mình biên đạo thì nó sẽ có một cái hồn và nó sẽ có nhiều tình cảm hơn. Mỗi một lần nữa, khi mà Nga đi diễn ở nước ngoài á, Nga cũng có những cái đĩa CD và những cái DVD về quảng bá về văn hóa Việt Nam hay là những cái đĩa về múa của Việt Nam và múa của chính mình. Thì Nga cảm thấy rất là tự hào. Mình không phải là một ca sĩ, mình không có sản phẩm thường xuyên để đưa ra với công chúng, nhưng mình có những cái chương trình và mình có những cái mà rất là văn hóa để mà mình giới thiệu với các bạn nước ngoài.